khi lông mũi mọc dài và thỏ ra ngoài, nhưng ta không được nhổ vì nhổ lông mũi sẽ làm tổn thương niêm mạc, giảm khả năng khứu giác của bạn, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Vậy phải làm thế nào? Sau đây là cách sử dụng máy tỉa lông mũi Panasonic nhanh gọn, cắt tỉa lông mũi hiệu quả và an toàn nhất, vật dụng cần thiết. Gương phóng đại Máy cắt tỉa lông mũi của Nhật Panasonic iazn 10 máy tỉa lông mũi, lông mày, lông tai Panasonic sản xuất và bán tại Nhật khách em còn dùng cạo dâu, cắt lông nách em lắm, đây là lý do vì sao bạn phải mua máy tỉa lông mũi 3 in một luôn ạ, à? ca gây đau, rát, dễ sử dụng, máy tỉa lông mũi Panasonic IAGN10 sử dụng hệ thống cắt xoay vòng an toàn và nhanh chóng, làm giảm đau so với dùng kéo giúp bạn dễ dàng, cắt tỉa, làm sạch lông mũi, lông tai. Máy tỉa lông mũi Panasonic được sản xuất tại Nhật Bản, đặc điểm máy tỉa lông mũi Panasonic IAGN10, giúp bạn dễ dàng, cắt tỉa, làm sạch lông mũi. Lông tai, lông mày, bật tắt on off ấn trượt lên, máy tỉa lông mũi Panasonic sử dụng hệ thống cắt xoay vòng an toàn và nhanh chóng, làm giảm đau so với dùng kéo, cấu tạo lưỡi dao cắt kép nằm trong ống thép không dỉ hình trụ, chống dị ứng, xoay tròn, hai mặt giúp cắt tỉa lông một cách chính xác mà không bị đau, máy cắt tỉa lông mũi của Nhật Panasonic IAGN10, máy tỉa lông mũi Panasonic IAGN10 Nhật Bản, sản phẩm máy tỉa lông mũi chuyên dụng của Nhật có đầu lưỡi được làm bằng thép không dỉ không gây dị ứng, an toàn cho da, đồng thời đảm bảo cho việc tỉa lông dễ dàng, nhanh chóng. Nó sở hữu thiết kế nhỏ gọn, vừa tay cầm, mang tới cảm giác thoải mái khi sử dụng, đồng thời thuận tiện khi mang theo trong những chuyến du lịch xa nhà. Máy tỉa lông mũi Panasonic EAZN-10 sở hữu thiết kế nhỏ gọn, vừa tay cầm, cách cắt tỉa lông mũi an toàn và nhanh, khi cắt tỉa lông mũi, an toàn là điều quan trọng nhất. Bằng những biện pháp sau, bạn có thể yên tâm thực hiện. Chấm, bước 1, làm sạch mũi. Trước khi loại bỏ lông mũi, đảm bảo lỗ mũi được sạch sẽ để thực hiện việc cắt tỉa dễ dàng hơn. Bước 2, cắt tỉa lông mũi ở nơi có đủ ánh sáng. Điều quan trọng là bạn có đủ ánh sáng thích hợp để bạn có thể nhìn rõ những gì bạn đang cắt tỉa. Điều này sẽ làm giảm nguy cơ tổn thương cho mũi. Bước 3, đứng trước gương phóng đại. Điều này giúp bạn có cái nhìn cận cảnh về vùng bạn đang cắt tỉa. Bước 4, ngửa đầu ra sau để bạn nhìn rõ nơi cần tỉa lông. Phẩy chấm bước năm dùng máy tỉa lông mũi bắt đầu từ việc cắt tỉa những sợi lông ở phía ngoài trước sau đó cắt vào bên trong chú ý đừng bao giờ dùng vật sắc nhọn như kéo để cắt tỉa vì có thể gây đau khó chịu và rất nguy hiểm cho mũi tránh sử dụng nhíp vì rất đau và dễ bị nhiễm trùng đừng cắt tỉa quá nhiều bạn không cần phải cắt hết lông mũi đâu chỉ cần cắt bỏ những sợi lông bị lộ ra ngoài mũi thôi luôn làm sạch máy cắt tỉa lông mũi sau khi sử dụng Chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu mua hộ hàng Nhật về Việt Nam 24 phần 7 giúp các bạn tìm được sản phẩm ưng ý, gửi yêu cầu shop Nhật Việt theo 4 cách để shop báo giá và order, gửi link vào mail sopnsatviet.com a.gmail.com, chat Facebook với shop theo link sau, fb.com gạch chéo n đặt hàng online tại sopnsatviet.com gạch chéo datsang, gọi điện cho shop qua hotline 0983 1315 28 hoặc chat Viber, Zalo kể từ năm 2010 đến nay shop Nhật Việt chuyên nhận order vận chuyển hàng sách tay từ Nhật về Việt Nam và ngược lại. Nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ 0983 1315.28 để được tư vấn trực tiếp mua hàng Nhật sách tay, hàng Nhật nội địa giá rẻ giao hàng miễn phí.